Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Dạ nghe alo. Vì nghe. Alo. À, ok, chào. À, hôm nay kính lễ sư trí đức, kính chào tất cả quý vị. Hôm nay cô Dực Quỳnh không biết cửa báo nét có bị gì chạy vô cho ra hoàng nãy giờ. Không biết sao đây. Để coi giúp cổ vô là post bài lên đi. Gửi cho Nguyên biết Nguyên Trang post lên được không? Để giúp cho chào Vinh. Cái này phải biết để coi tìm cách lấy không được hả? Chia giờ gửi qua đâu bây giờ? Nguyên Trang gửi cái email Nguyên Trang qua đi. Để thầy gửi qua cho. Gửi email qua, nhắn email qua cái này. À, hai Thảo gửi có email, không có thử email được, gửi cái này nó mình lấy ra không được chứ, gửi xích của cái bao thoát lấy ra không được. Có bài không? Kim Nhung có bài chưa? Có hậu, có gì được rồi, khỏe là có gì. Bài mới đó nha, bài mới á, bài về vật căn vật á, có chưa? Bài mới có không? Chứ không phải bài đối tượng cũ, vậy cũng như không. À, giờ để post này bên đây post không ra được. Đó, mới gửi qua bên message cho Kim Nhung thử lấy post lên được không, hay là gửi qua là copy lại rồi bỏ qua cái phần khác thử là sao, bỏ qua cái gì đó, bỏ qua cái bên computer nó có cái chỗ Microsoft Word á. Đó, gửi rồi gửi qua cái nhắn tin này thôi, cái bài thoát này rồi copy nha, Nguyên Trang copy qua cái Microsoft Word được không, copy bỏ qua Microsoft Word á, thì mình là lấy được gì đó. Được không? Được rồi, đang giúp ha. Ồ, có Nhật Quỳnh vô rồi nè, có Nhật Quỳnh vô là ok. Rồi, ổn định ha. Mà không có biết tôi gửi nhờ cô Nhật Quỳnh mà boss thì không gửi qua cho nhiều người á. Để có gì nếu mình kẹt cái có người khác là thế được, chứ không phải là mệt lắm. Rồi, kính thưa quý vị, bắt đầu vào buổi học chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo tóm tắt ha. Rakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatibhanno Bhagavato Sāvaka Sangho Sanghaṃ Namāmi Sammā Sambuddhamattulaṃ Abhidhamma Gamuttamaṃ Sammā Sambuddhamattulaṃ Sasattham Apiwadiyapasisang Apitamattasang. Con xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng ta cao quý. Con xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Dạ, Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tam Bảo Dạ, Nam mô Sa. À, được rồi. Biết tình hình giờ sao rồi? Tình hình sao nếu không thì thôi nhờ nếu không được á, coi coi Dục Quỳnh không được á, thì thôi Kim Nhung post lại cái chắc phải post bài cũ á. Không được chắc đi trả lời bài cũ, đọc bài cũ trước đi, cũng học chưa hết còn chút xíu. Bài cũ hay bài mới chưa được hả?
Để coi cô Nhật Quỳnh có vô rồi chưa. Cô chưa vô, cô trả lời vô rồi. Ủa, cô mới tắt kìa, cô ta thấy chữ cô Nhật Quỳnh kìa. Quý vị có thấy không? Quý vị thấy bài cô Nhật Quỳnh mới Boston không? Tôi không thấy, không thấy nằm đâu. Kỳ ha. Ủa à, đừng nào thấy mà thấy của Kim Dung chứ đâu thấy của cô Nhật Quỳnh hả? Thấy của cô Kim Dung mà. Cô Nhật Quỳnh có thấy không? Bài của cô Nhật Quỳnh có thấy không? Mà cô Nhật Quỳnh á, chứ không phải bài của cô Kim Dung đâu. Không luôn. Rồi, cậu chạy ra chạy vô, cậu té tới ra lỡ luôn này. Không ai thấy không? Và gì đó. Nguyên Trang cũng không làm được hả? Nguyên Trang cũng không copy qua cái Messenger được hả? Ý qua cái Microsoft Word được hả? Nguyên Trang ơi, copy rồi cho nó qua Microsoft Word được không? Không được luôn, kỹ đó. Rồi thôi, giờ đọc bài cũ đi, chịu khó đọc bài cũ rồi cô Nhật Quỳnh nay đọc vấn đề rồi. Rồi, hôm nay chúng ta là đọc chuẩn bị đọc bài Bali bài cũ ha. Đọc cho ngon lành nha, bài cũ đọc cho ngon nha. Rồi, mô thay giá, đọc mô thay giá. Rồi, xin mời tất cả quý vị. Dạ, vậy thì con xin đọc Nam Mô Bổn Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mài Giá, Nam Mô Sàng Khải. Dạ, con thấy được cái bài mới của cô Nhật Quỳnh rồi thầy. Dạ, vậy con đọc bài của cô Nhật Quỳnh nha. Dạ, con kính lễ Ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức. Con kính chào thầy Kinh. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con thấy được cái bài mới rồi. Dạ, vậy con xin đọc ạ. Đoạn 1. Quách thú săn gá hồ, toát yếu về căn vật. Quách thú săn gá hề, quách thù ní na má chắc khú sô tá, gà ná chiều hà cà giá. Há đá giá quách thú trà tí, chấp bí thà ní phá hoành tí. Trong tóm lược về những căn trú vật có sáu loại là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý vật. Dạ quên nữa, không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của mấy tao không? Dạ mấy tao. Dạ cảm ơn cô Kim Dung và cảm ơn tất cả quý vị đã nghe được. Vậy thì con xin đọc tiếp. Ta ní ca má lô kê bà lắp phành tí ru bá lô kê bá ná gà nà đích tá dằn náp thí á ru bá lô kê bá ná sắp bà ní bí ná sằng quách chành tí. Tất cả những loại này cũng vậy, ngoại lệ như câm mù, đều nằm trong dục giới, nhưng trong sắc giới không có ba căn, tỷ thiệt và thân, trong cảnh vô sắc giới không có căn nào. Dạ, tát. Tha bành cháu huynh nhà ná thà tú dồ giá thác cá mặn ê cành tề ná bành cháp bát xà đá quách thù ní nít xà dề quá báo quách tành tí bành chá đô ra quách chá ná xăm bá tích chá ná sằng khà tá bá ná má nô thà tú chá ha đa dằng
nít xa dê quá ba quát tành tí tá thà á quá xề xà bá ná má nô quỳnh nhà ná thà tú tăng kha tá chát sằng sành tì ra ná má hà quý bà cá bá tí gá quá giá bá thá má mắt gá ha sa ná rù bà quá cha rá quá xề ná ha đá dằn ni xà dề quá bá quá tành tí. Nơi đây năm thành phần của ngũ song thức hoàn toàn tùy thuộc nơi năm phần nhạy sắc thần kinh của bộ phận tương ứng làm căn trú cho năm thức ấy. Nhưng ý giới tức ngũ môn hướng tâm và hai tiếp thọ tâm tùy thuộc nơi ý căn. Cùng thế ấy những thành phần tâm còn lại. Cùng thế ấy những thành phần tâm còn lại bao gồm tâm quan sát, tâm đại quả, hai loại tâm đồng phát sanh với sân, tâm sơ đạo, tiếu sanh tâm và những loại tâm thuộc sắc giới tùy thuộc nơi ý căn. Dạ, đoạn 2. Á quá xê xà ú xá là cú xá lá kri dạ nút ta ra quá xê ná bá ná nít xà giá hoà anit sa ya arup ba vi ba ka wa se na ha da yang anit sa ye wa ti. Những loại tâm này đều mà ta xin đọc lại: những loại tâm còn lại dầu thiện bất thiện ghi tác hoặc siêu thế đều hoặc tùy thuộc hoặc không tùy thuộc nơi ý căn. Những tâm quả thuộc vô sắc giới không tùy thuộc nơi ý căn. Dạ, như vậy là hết bài. Dạ, kính cảm ơn thầy, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, ta xin nhường mic cho người khác ạ. Dạ alo, alo ạ. Dạ alo, alo ạ. Dạ, dạ cảm ơn đạo tràng. Dạ tại con không thấy ai lên thành ra con liều con lên. Bài này chưa đọc lần nào. Dạ con xin chị Nhật Huỳnh post bài để em đọc tiếp. Chị Nhật Huỳnh ơi. À, dạ thôi. À, vậy con xin bốt bài ạ. Dạ con đã có rồi ạ. Dạ. Con xin đọc tiếp đoạn 2. Agua se. Con xin đọc lại. Agua se sa kusala kusara kriya nutarawa se nabana nisa yawa anisa ya a rup ba vi pa ka wa se na ha da yang anisa ye wa ti. Những loại tâm còn lại dầu thiện bất thiện duy tác hoặc siêu thế đều hoặc tùy thuộc hoặc không tùy thuộc nơi ý căn. Những tâm quả thuộc vô sắc giới không tùy thuộc nơi ý căn. Cha wat thu nisita ka me sat
taru be cha tup bita tiwatu ni sita rup be tha dwe ka ni sita mata te cha ta li ni sa ya dwe cha ta li sa cha ware ni sa ya chan anis sa ya pa ka rup bà Anisita Ti. Phải nên hiểu rằng trong dục giới bảy phần tâm, năm thức kháng ngũ môn cộng ý thức giới tùy thuộc nơi sáu căn, trong sắc giới bốn nhãn thức, nhĩ thức, ý thức, ý thức giới tùy thuộc nơi ba căn nhãn, nhĩ, ý căn, trong vô sắc giới chỉ đơn giản có một thành phần tâm ý thức giới, không tùy thuộc nơi căn nào. 40 tâm phát sanh thuộc nơi một căn, 42 phát sanh không tùy thuộc hoặc tùy thuộc nơi một căn, những tâm quả vô sắc phát sanh mà không tùy thuộc căn nào cả. 38 pháp hạnh phúc, 31 táp bồ, 32 cha brahmachari dành cha, 33 Ariya Sacca Nadasanang, 34 Nibbana Sacchikriya Cha Etang Mangalamuttamang, tự chủ sống phạm hạnh, thấy được lý thánh đế, giác ngộ đại Niết Bàn là phúc lành cao thượng. Dạ, con đã đọc xong ạ. Con xin xuống mic ạ. Nam Mô Bụt Tha Gia. Dạ con Nguyên Trang. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính đảnh lễ kính chào thầy kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ sau đây con xin đọc bài ạ. Dạ con cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ đoạn 1. Quát thứ sanh gá hồ, toát yếu về căn vật. Quát thứ sanh gá hề, Quát thù ni nà, mát chắc khu sô tắc hà, na quýt, na chiều hà cà, gia ha đa gia quách, thu trà ti chấp bi thà, ni pa hoàn ti. Trong tóm lược về những căn trú vật, có sáu loại là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt thân và ý vật. Đường. Dạ, để con kéo bài xuống cô. Không sao cô, con kéo bài xuống nha cô. Dạ, con dạ, đạo tràng chờ con chút xíu để con kéo bài. Tà ni cà ma lô kề sắp bà ni bi lạc lắp bàn ti rù ba lô kề Banaka na dit tayang tati aru balo ke banasap ba nipitina sam wichanti. Tất cả những loại này cũng vậy, ngoại lệ như câm mù, đều nằm trong dục giới, nhưng trong sắc giới không có ba căn tỷ thiệt và thân, trong cảnh vô sắc giới không có căn nào. Tà ni cà ma lô kề sắp bà ni bi lắp bàn ti rù ba lô kề ba na khà nà đít ta dằn na thi a rù ba lô kề ba na sắp bà ni bi na sầm quách chàn tí. Quách chàn tí. Tất cả những loại này cũng vậy, ngoại lệ như câm mù đều nằm trong dục giới, nhưng trong sắc giới này đọc rồi. Dạ con đọc tiếp. Tát tha bành cha huỳnh nhà na thà tu dù gia thắc cầm gia thắc
kamang e ante naban chapat sa dawat thu ninis sa ye wabawat tan ban chadwa ra wat chana sam patit chan batit batit chana sangka tapan mano tha tu cha da ha yang nis Alo, Nguyên Trang nghe không? Alo, alo, Nguyên Trang có nghe không? Mày nghe không? Nguyên Trang có nghe không? Té rớt mic nãy giờ, mất tiêu luôn rồi. Rồi thôi mời vị khác lên thế đi, lên đọc tiếp lại phần 1 đi, đọc lại phần 1 đi rồi tiếp tục lại. Chờ Nguyên Trang vô đọc tiếp sau. Rồi, xin mời quý vị nha. Alo. Alo ạ. Alo, dạ, cảm ơn. Dạ, Nam mô Buddha giá, Nam mô Thamma giá, Nam mô Sangha giá. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ Thầy Kinh. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, tại con không thấy ai giơ tay nên con giơ tay, chứ hồi nãy con đọc rồi, thì con đọc lại lần nữa. Đoạn 1. Wat thu sang ga hồ, toát yếu về căn vật. Wat thu sang ga hề, wat thu nina ma chắc u sốt ta khà na huy na chi hòa cà gia ha đa gia wat thu trà ti chấp bi thà ni pha hoàn tí. Trong tóm lược về những căn trú vật có 6 loại là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý vật. Dạ, chị Như Quỳnh. Tà ni cà ma lô kề sắp bà ni bi lạp phản ti rù ba lô kề ba na khà nà đi ta dằng nát thi a rù ba lô kề ba na sáp bà ni bi đa sằng quýt tràn tí. Tất cả những loại này cũng vậy, ngoại lệ như câm mù đều nằm trong dục giới, nhưng trong sắc giới không có ba căn tỷ thiệt và thân. Trong cảnh vô sắc giới không có căn nào.
Dạ, chị Nhật Huỳnh bốt tiếp không ạ? Ta tha bành cha quyền nhà na thà tu dồ gia thắc ca mặn ề cản tề na bành cha ba xà đa qua thù ni xít xà về qua ba qua tà ni bành cha đòa rà quách cha na sầm ba ti cha na sằng khà ta ba na man nồ thà tu cha ha đa dằng nít xà về qua ba qua tàn ti ta thà a qua xề xà ba na man nồ quỳnh nhà na thà tu sằng khà ta cha sằng tỳ ra na ma hà quý bà ca ba ti kha qua ya pa tha ma tham mắc ga ha sa na ru bà qua cha ra qua xề na ha đa dằng nít xà về qua ba qua tàn ti. Nơi đây, năm thành phần của ngũ song thức hoàn toàn tùy thuộc nơi năm phần nhạy, sắc thần kinh của bộ phận tương ứng làm căn trú cho năm thức ấy, nhưng ý giới, tức ngũ môn hướng tâm và hai tiếp thọ tâm tùy thuộc nơi ý căn. Cùng thế ấy, những thành phần tâm còn lại bao gồm tâm quan sát, tâm đại quả, hai loại tâm đồng phát sanh với sân, tâm sơ đạo, tiếu sanh tâm và những loại tâm thuộc sắc giới, tùy thuộc nơi ý căn, 10 cộng 3, cộng 3, cộng 8, cộng 2, cộng 1, cộng 1, cộng 15 bằng 43. Dạ, con đã hết phần 1, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính lễ sư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Metta, con cảm ơn sư Thiên Vũ Huynh Chánh Tâm đã cho con biết tín hiệu ạ. Dạ con xin phép được đọc bài ạ. Dạ cô Nhật Huỳnh ơi, con hôm bữa thầy cũng có gửi bài á cho con á, nên nếu như mà có gì thì con sẽ post bài phụ cho cô ạ. Dạ con xin phép được đọc bài. Đoạn 2. Awase sa kusala kusala kriya nuttarawase napananisa yawa anisa ya rupawipa kawase nahadayang Anissa về hòa tí. Những loại tâm còn lại đầu dầu thiện, bất thiện, duy tác hoặc siêu thế đều hoặc tùy thuộc hoặc không tùy thuộc nơi ý căn. Những tâm quả thuộc vô sắc giới
không tùy thuộc nơi ý cần. Dạ, cảm ơn cô Kim Nhung ạ. Cháu quát thù nít mê sát ta rù bè cho tức bí thà. Tí quát thù nít rút bè thà tuệ cả nít xí tà mát tà. Tề chát tà lì xa nít xà giá đuệ chát tà lì xa trà quá rề. Nít xà giá chá. Anissa ya pa ka rupa anissita ti. Nên phải nên hiểu rằng trong dục giới bảy phần tâm, năm thức kháng ngũ môn cộng thức ý giới tùy thuộc nơi sáu căn. Trong sắc giới bốn nhãn thức, nhị thức, ý giới, ý thức giới tùy thuộc nơi ba căn nhãn, nhị, ý căn. Trong vô sắc giới, chỉ đơn giản có một thành phần tâm, ý thức giới, không tùy thuộc nơi căn nào. 43 loại tâm phát sanh tùy thuộc nơi một căn, 42 phát sanh không tùy thuộc hoặc tùy thuộc nơi một căn, những tâm quả vô sắc phát sanh mà không tùy thuộc căn nào cả. 38 pháp hạnh phúc. Tập bồ chấp rằm mơ chá rí dành chá á rí giá sát trà ná đá sa nằng. Nếp bà ná sát chí kí rí dà chá ệ tàng măng gá la mút ta măng. Từ chủ sống phạm hạnh, thấy được lý thánh đế, giác ngộ đại niết bàn là phúc lành cao thượng. Austerity, chastity, seeing the noble truth, attaining nirvana, Niwana, highest happiness. Dạ thưa, con đã đọc xong ạ. Con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ con kính dâng mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ Nam Mô Bụt Thầy giá, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Mô Sang Khai giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa, con kính đảnh lễ Đức Thanh Tâm. Dạ con cũng thấy bằng tay nào thì con cũng lên, con cũng đọc. Dạ con xin đọc bằng hai. Awa se sa kusala kusala kri ya nutara wa se napana nicha ya wa anicca anicca ya arupa Ripa ka wa se na hada dayang anicca ye wa ti. Những cái loại tâm còn lại là giàu thiện, bất thiện, duy tác hoặc siêu thế đều hoặc thuộc thọ, tùy thuộc hoặc không tùy thuộc nơi ý căn. Những cái tâm quả thuộc vô sắc giới không tùy thuộc nơi ý căn. Dạ. Dạ. Cha quá thù nít xí tà ca mê sát tà rù bề. Cha rút phí thà ti quá thù nít xí tà rù bề thà tòa a thất quê ca ni si ta ta te chát ta li sa ni sa ya đi quê chát ta li sa cha wa re ni sa ya cha ani sa ya ba ba ca rupa a ni si ta ti. Phải nên hiểu rằng trong cái dục giới bảy phần tâm, năm thức cộng cho kháng ngũ môn cộng cho ý thức giới tùy thuộc nơi sáu căn. Trong cái sắc giới bốn nhãn thức, nhĩ thức, ý giới, ý thức giới tùy thuộc nơi ba căn là nhãn, nhĩ và ý căn. Trong cái vô sắc giới chỉ đơn giản có một cái thành phần tâm
ý thức giới, không tùy thuộc nơi căn nào, 43 loại tâm phát sanh tùy thuộc nơi các căn, 42 phát sanh không tùy thuộc hoặc tùy thuộc nơi một căn. Những cái tâm quả vô sắc phát sanh mà không tùy thuộc căn nào cả. Dạ, 38 hạnh phúc. Patatapo cha brahmachari yang cha ari yat sa cha na dat sa nang nipana cha chi ki ri cha cha e tăng măng galamutta măng. Tự chủ sống phạm hạnh, thấy được lý thánh đế, giác ngộ đại niết bàn là phúc lành cao thượng. Dạ con, tiếng Anh con không biết đọc rồi, thôi con xin nhường mic lại cho vị khác ạ. Dạ con cái gì này nha. Yeah. Dạ. Dạ tất cả là những dạ. Không biết còn nữa không? Con thấy cái này còn không biết. Dạ thôi. Đừng biết lại cho vị kế tiếp. Dạ. Con kính thầy Huynh có chữ người sai dạ, giúp chúng con để con sửa lại cái từ vựng. Dạ, Nam Mô Phật Thà Giá, Nam Mô Tham Mạ Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tri Đức, kính chào Thầy Kinh, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Và cảm ơn chị Nít Ta, Huyên Trang, chị Kim Nhung và tất cả các bạn cho biết nghe rõ. Và con xin nghe cả bài. Quách thú săn cá hô, quách yếu về căn vật độn mộ. Quát thú săn gá hề quát thù ní, nà má chắc khú sô tá khà ná, chiều hà cà giá há bá, giá quát thú chà tí, chắc bí thà ní bá quăng tí. Trong tóm lược về những căn trú vật có sáu loại là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý vật. Tà ní ca má lô kề bà ní pí lấp bằng tí u bá lô kề bá ná khà nà đít tá văn ná thí a rô bá lô kề bá ná sắp bà ní pí ná săn viết chăng tí. Tất cả những loại này cũng vậy, ngoại lệ như câm mù vân vân đều nằm trong dục giới, nhưng trong sắc giới không có ba căn tỷ thiệt và thân. Trong cảnh vô sắc giới không có căn nào. Tát thá bành chá viên nhà nát ná thà phú dồ chá thà ca măng ê căn tề ná bành chá bá xà đá quát thù ní nít xà về quá phá quách tăng tí bành cha đòa ra quách cha ná sâm bá tít cha ná sân khá tà bá ná má nô thà tú cha há đá dần mít xà về quá bá quách tăng tí ta thà á quá xê xà bá ná má nô huỳnh nhà ná thà tú sằng khá tà chá sằng trí rá ná ma hà quý bà cá bá tích kháo giá quá bá thá má mắc giá há sa ná rù và quá chá rá quá xề ná há đá dằn nít xà về quá phá quá tầng tí. Nơi đây năm thành phần của ngũ song thức hoàn toàn tùy thuộc nơi năm phần nhãi sắc thần kinh của bộ phận tương ứng làm căn trú cho năm thức ấy. Nhưng với ý thế tức ngũ môn hướng tâm và hai tiếp thọ tâm tùy thuộc nơi ý căn, cùng thế ấy
Những thành phần tâm còn lại bao gồm tâm quan sát, tâm đại quả, hai loại tâm đồng phát sanh với sân, tâm sơ đạo, tiếu sanh tâm và những loại tâm thuộc sắc giới, tùy thuộc nơi ý căn. Và con đã đọc xong bài ạ, xin gửi mic lại cho vị kế tiếp ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Con xin kính đảnh lễ sư Chí Đức và con kính chào thầy kinh và con kính chào đạo tràng ạ. Dạ, con xin đọc đoạn 2 ạ. Avasisa kusala kusala kriya nuttara vasina panya nisaya ani saya arupa vipaka vasina ata cham anisa yevati. Những loại tâm còn lại dầu thiện, bất thiện, di tác, hoặc siêu thế, đều hoặc không tùy thuộc nơi ý căn. Những tâm quả thuộc vô sắc giới không tùy thuộc nơi ý căn. Cha vatu nisita kami sata rube chatu bida di vatu ni ni si ta rup bề tò vết cả ni si ta mát ta tề cha ta lý xa ni xe ya tò cha ta lý xa ya vá rề ni xa ya cha a ni xa ya pa ca rup bà a ni si ta ti. Phải nên hiểu rằng trong dục giới, bảy phần tâm, năm thức cộng kháng ngũ môn, cộng ý thức giới, tùy thuộc nơi sáu căn. Trong sắc giới, bốn nhãn thức, ý giới, ý thức giới, tùy thuộc nơi ba căn, nhãn, nhĩ, ý căn. Trong vô sắc giới chỉ đơn giản có một thành phần tâm, ý thức giới, không tùy thuộc nơi căn nào. 43 loại tâm phát sanh tùy thuộc nơi một căn. 42 phát sanh không tùy thuộc hoặc tùy thuộc nơi một căn. Những tâm quả vô sắc phát sanh mà không tùy thuộc căn nào cả. 38 pháp hạnh phúc. Yeah. 31 ta bồ. 32 cha bà ma vi dần cha à vi già sát cha na ta san nằm nít bà na sát chi kỳ vi cha cha ý tầm mang mang gá lầm mù ta nằm mù ta mầm. Tự chủ sống phạm hạnh, sống phạm hạnh, thấy được lý thánh đế, giác ngộ đại niết bàn là phúc lành cao thượng. Otters Christi, charity, seeing the noble truth, attaining nirvana, highest happiness. Dạ, con xin hết rồi, con xin xuống ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con Nguyên Trang. Dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ ngài trí thức. Con kính chào thầy kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài lại ạ. Dạ, dạ cảm ơn chị Hồng Nhung đã cho Nguyên Trang biết được tín hiệu. Quát thứ sằng cá hồ toát yếu về căn vật. Quát thứ sằng cá hề. Quát thù ni nà ma chắc khu sô tác hà. Na chiều hà cài gia đá gia. Gia ha đá gia quát. Thu trà tí chấp. Bi thà ni pa hoàn ti. Trong tóm lược về những căn trú vật có sáu loại là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt thân và ý vật.
ta ni ca ma lo ke sap ba ni pi la pan ti ru ba lo ke ba na kha na di ta yang na thi a ru ba lo ke ba na sap ba ni pi ni pi na sam vi chan ti. Tất cả những loại này cũng vậy, ngoại lệ như câm mù, đều nằm trong dục giới, nhưng trong sắc giới không có ba căn tỷ, thiệt và thân. Trong cảnh vô sắc giới không có căn nào. Tát-tháp-bà-tát-tháp-bành-cha-quỳnh-nhà-nát-thà-tu-dô-giác-thắc-ca-măng ê càn tề na bàn cha ba sa đa quát thù ni nít sa về qua ba quát tàn tí bàn cha đoà ra quát cha na sầm bát tí cha na sầm kha ta ba na ma nô tha tu cha ha đa dần nít sa về qua ba quát tàn tí ta thà awase sapanamano winya natha tu sankha tachasanti ranamaha vipa kapatika wayapathamma thamanamak gaha sandapru. Để con đọc lại khúc này coi sao nó nhiều quá. Maha vipa Kapatikawayapathamapagahasanarubha. Tiếu sanh tâm và những loại tâm thuộc sắc giới tùy thuộc nơi ý căn. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ con kính cảm ơn đầu tràng, kính cảm ơn thầy kinh. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức và con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức trong đạo tràng. Con kính lễ Thầy Kinh và con kính lễ kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Trong Biển, cảm ơn Nguyên Trang, cảm ơn Sít Kim Dung, cảm ơn Sít Meta và cảm ơn Chánh Tâm cho niềm từ biết âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc đoạn 2 ạ. Dạ, cảm ơn Thiên Hữu nhiều. Dạ. Đoạn 2. Awase sa kusala kusala triya nuttara wase na pananissa yawa anissa ya arupa viba arupa viba bà kawase nahada yang anisa ye wati
những loài tâm còn lại, giàu thiện, bất thiện, duy tác hay siêu thế, đều hoặc tùy thuộc, hoặc không tùy thuộc nơi ý căn. Những tâm quả thuộc vô sắc giới, không tùy thuộc nơi ý căn. Chao vắc thù Nisita ca mê sắc ta rup bê cha tup ti tha ti vắc thù Nisita rup bê tha tuê kha ca Nisita mata te chất ta li sa nisa ya duê chất ta li sa cha qua rê nisa ya cha anisa Yabhaka Rupa Anisitati. Dạ, phải nên hiểu rằng trong dục giới. Phải nên hiểu rằng trong dục giới, bảy phần tâm, năm thức kháng ngũ môn, ý thức giới tùy thuộc nơi sáu căn. Trong sắc giới, bốn nhãn thức, nhị thức, ý giới, ý thức giới tùy thuộc nơi ba căn, nhãn nhĩ. Nhãn nhĩ ý căn trong vô sắc giới chỉ đơn giản có một thành phần tâm. Ý thức giới không tùy thuộc nơi căn nào. 43 loại tâm phát sanh tùy thuộc nơi một căn. 42 phát sanh không tùy thuộc hoặc tùy thuộc nơi một căn. Những tâm quả vô sắc phát sanh mà không tùy thuộc căn nào cả. 38 pháp hạnh phúc. 31 tắp bồ. Cha Brahmachari yang cha Ariyasat cha na dasanang Nibbanasat chikiriya cha etang mangalamuttamang. Tự chủ sống phạm hạnh, thấy được lý thánh đế, giác ngộ đại niết bàn là phúc lành cao thượng. Austerity, chastity, seeing the noble truth, attaining nirvana, highness and happiness. Dạ, con đã đọc xong. Con xin sám hối đạo tràng. Dạ, con cảm ơn đạo tràng nhiều. Dạ. Nam mô Bổn Sư, Nam mô Tam Bảo Giác, Nam mô Sa Khai Giác. Dạ, kính lễ chư Bức Tăng, dạ, kính chào tất cả quý vị. Chắc ở đây đủ ha. Bài này là bài mình đọc trước để mình biết được cái đỉnh để bắt đầu từ sau học ha. Dạ, cứ đọc trước rồi từ sau đọc lại. Quý vị nên copy cái bài lại ha. Copy cái bài lại rồi mình bỏ vô cái box của mình để mình dịp tập trước. Rồi từ sau lên đọc cho nó ngon lành ha. Rồi, hai hà mới vô đâu. Chứ không đọc trước lên đọc khó lắm. Lên đọc khó mà đọc chạy được ha. Nên giờ khó copy lại cái tập đọc ở nhà trước. Rồi, kính thưa quý vị, kỳ rồi là chúng ta học xong cái bài cảnh quá khứ, cảnh hiện tại, cảnh vị lai, đúng không? Học xong ba đó phải không? Đúng hả? Rồi, xa thử. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào nhóm F từ 18 đến 21 là cái nhóm cuối cùng ha, học tới cái nhóm cuối cùng. Rồi, chúng ta bây giờ xong cái phần 21 cảnh. Nhóm F từ 18 đến 21. Rồi, cái dòng là số 18. Trước tiên là học số 18 trước. Cảnh ngoại thời. Kalawimutta Ramana. Kalawimutta
Paramana, cảnh ngoại thời. Thì nghe rõ không ạ? Alo. Nghe rõ ha? Ok. Rồi, xa thứ. Cảnh ngoại thời. Ca lái quý mức Paramana. Chi pháp. Hai chấm. Niết bàn và chế định. Niết bàn và chế định. Chi pháp, hai chấm, niết bàn và chế định. Rồi, tức là cái cảnh ngoại thời này, tức là cái cảnh, cái đối tượng đó, nó không có thuộc về quá khứ, nó cũng không có thuộc về vị lai, mà nó cũng không có thuộc về hiện tại, tức là nó ngoài cái thời gian luôn, nó vượt ra ngoài cái thời gian, tức là nó không thuộc về thời gian nào hết. Chẳng hạn như nói tới niết bàn. Niết bàn thì không thể chúng ta nói là quá khứ, hiện tại, tương lai được. Niết bàn là vượt ngoài thời gian. Niết bàn là cái pháp mà vô sanh bất diệt, một cái pháp mà vô vi á, mình không thể nào mình xếp nó vô cái quá khứ hay là pháp hiện tại hay là vị lai, không xếp vô được cái thời đó. Rồi chế định cũng vậy. Chế định mình cũng không có thể mình xếp vô đâu á, tại vì mình do mình nương từ cái chân đế, mình đặt ra cái danh từ, đặt ra ý nghĩa là để cho mình diễn đạt lên cái pháp như vậy ha. Thì bởi vì nó không sanh, nó cũng không diệt, nó không phải là những cái pháp mà có cái sự mà nhân duyên để phát sanh, nó không có cái sự mà diễn tiến theo cái pháp hữu vi, cho nên nó thuộc về ngoại thời, nó không có thuộc thời nào hết. Vì nắm được nào, hiểu được ý nghĩa này mới hiểu được bài ha. Tức là cảnh đó, cái đối tượng này nó ngoài thời gian, nó không thuộc về quá khứ, không thuộc hiện tại, không thuộc vị lai, là cái ý nghĩa nó làm như vậy. Rồi chi pháp tôi nói là có hai cái là niết bàn và chế định. Tức là niết bàn thì là ngoại thời, không thể xếp vô là quá khứ, không thể xếp vô là vị lai, và cũng không thể là hiện tại. Chế định vậy, chế định mình đặt ra chứ nó không có, nó không có thật, cho nên được gọi là pháp thuộc về cảnh ngoại thời. Được không? Alo, nắm được không? Cho biết đi. Rồi, ok. Rồi, xuống dòng. Biết cảnh ngoại thời, thì mình nói biết nhất định. Cảnh ngoại thời này là biết nhất định. Biết là cái tâm biết, biết nhất định. Có 61 tâm. Biết định có 61 tâm. Mười lăm tâm sắc giới. Đi ra đi cho Nguyễn. 15 tâm sắc giới. 30 vô biên xứ. Cái này ghi chậm vậy. 3 vô sở hữu xứ. À, 40 siêu thế. 40 siêu thế. 40 siêu thế. Được chưa? 40 siêu thế. Rồi, tức là 61 tâm mà biết được cảnh ngoại thời này nhất định. Tức là nó biết chắc chắn biết cảnh ngoại thời nhất định. Ngoài ra nó không biết gì khác hết. Bây giờ 15 tâm sắc giới nè. 15 tâm sắc giới này là có bao mấy loại quý vị? Phân được bao nhiêu loại? 15 tâm sắc giới. Ba, xà thú, tâm thiện sắc giới, tâm quả thiện sắc giới và tâm di tác sắc giới. Chỉ có làm ba phân là ba loại. Mỗi một thể loại vậy mình có năm, thiện sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền.
Thì như vậy đó là 5. Mà 3 loại là 15, 5 nhân 3 là mình có là 15 tâm sắc giới. Bây giờ tại sao 15 tâm sắc giới này mà biết cảnh ngoại thời nhất định? Tại sao 15 tâm sắc giới này mà biết cảnh ngoại thời nhất định? Nói thử coi, hello. Rồi, ai nữa không? Là chỉ nguyên kim nhung nó đúng rồi, nguyên nhung chánh tâm nó đúng ha, bắt cảnh chế định nó chỉ bắt cảnh chế định làm đề mục. Nguyên Trang để ý lại chúng ta ghi cho chính xác chút, tức là 15 năm sắc giới này nó có đối tượng là tục đế, nó là chế định, là phải lấy đối tượng là pháp chế định, mà pháp chế định là pháp ngoài thời gian, là pháp ngoại thời, nó thuộc về pháp chế định, cho nên 15 năm sắc giới này nó bắt cảnh ngoại thời nhất định. Đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải hiểu ha. Tức là 15 tâm sắc giới này đối tượng của nó là chế định pháp, là những pháp mà là thuộc về tục đế đó, cho nên nó bắt cảnh ngoại thời nhất định, đúng chưa? Rồi, nắm được chưa? Nắm được chưa cho qua rồi ha. Ok, dễ ủi ha, có là khó ra. Rồi tiếp theo là ba không vô biên xứ. Tại sao ba không vô biên xứ ta bắt cảnh ngoại thời nhất định? Ba không vô biên xứ cũng bắt chế định thì không là vô biên. Một, rồi chánh tâm bắt tục đế làm đề mục. Rồi ai nữa? Nguyên Trang rồi không có ai nữa bắt lấy quan tứ. Cô Meta đâu nãy giờ im ru rồi. Tướng Ngũ Thiền lấy đề mục. Rồi, đúng vậy, xa thú, bởi vì không vô biên xứ này bắt lấy cái đề mục của bên sắc giới, và bắt cái đề mục quan tướng làm đề đối tượng để mà tu, để mà thành tựu đắc được cái không vô biên xứ, mà đề mục nó cũng thuộc về chế định, cho nên ba không vô biên xứ này cũng bắt cảnh chế định, tức là cảnh thuộc ngoại thời nhất định, bắt một cách nhất định, không có bắt gì khác ngoài đó, mà cũng bắt pháp thuộc về chế định. Rồi, đó là ba không vô biên xứ. Rồi tới ba vô sở hữu tại sao sở hữu xứ tại sao bắt cảnh ngoại thời nhất định? Ba vô sở hữu xứ lý do tại sao? Alo, cũng vậy là sao? Vô sở hữu xứ rồi đây nói gì đây? Không vô biên xứ làm với tượng chế định, bắt quan tướng bất chuyên xứ, bắt tức vô biên xứ chế định. Vô sở hữu xứ này bắt đối tượng nào làm chế định, làm đối tượng quý vị? Alo, vô sở hữu xứ giờ trong cái thiền vô sắc giới có gì nè? Không vô biên xứ, thức vô biên xứ, là vô sở hữu xứ, là phi tưởng phi tưởng xứ,
À, bốn cái ha. Bây giờ cái không duyên xứ đầu tiên á thì bắt cái quan tướng ha. Rồi cái mà thức vô biên xứ thì bắt cái gì? Thức vô biên xứ thì bắt cái gì? Bắt cái không vô biên xứ. Rồi đúng rồi, rồi vô sở hữu xứ bắt cái gì? Vô sở hữu xứ. Bắt cái thức vô biên xứ rồi, nhưng mà nó bắt đầu nó suy diễn, không có gì, không có gì vô sở hữu xứ, thành ra nó dùng cái pháp thực đế nó làm đối tượng. À, cảnh mà không có gì, không không, nhưng giống như niệm tâm không ha. Mà không có gì vô sở hữu, vô sở hữu. À, bắt cái đó và do cái sự suy diễn để lấy làm đối tượng là thế. À, cho nên cái vô sở hữu xứ này á, à, vô sở hữu xứ này cũng bắt cảnh chế định, à, ngoại thời, à, thì thuộc về cảnh ngoại thời. À, cho nên ba không vô biên xứ cũng bắt cảnh ngoại thời, ba vô sở hữu xứ cũng bắt cảnh ngoại thời, tức là cảnh chế định. Được chưa? Quý vị nói được chưa? Hello. Được không? Qua được không? Rồi tới 40 siêu thế. 40 tâm siêu thế thì sao? 40 tâm siêu thế chỉ bắt Niết Bàn làm đối tượng xa thứ. 40 siêu thế này chỉ bắt Niết Bàn làm đối tượng thì Niết Bàn thuộc về cảnh ngoại thời. À, cho nên nó nhất định chỉ có cảnh Niết Bàn là đối tượng của nó. Cho nên đó là cảnh ngoại thời. À, thì tổng kết lại, nhất định biết được cảnh ngoại thời nhất định, chúng ta có 61 tâm, 15 tâm sắc giới, 3 không vô biên xứ, 3 vô sở hữu xứ và 40 tâm siêu thế. Rồi, hiểu hết chưa? Alo, nắm được hết chưa? Cho biết đi. Rồi, được rồi ha, qua được hết ha. Rồi, giờ thông qua được ha. Rồi. Dễ không? Dễ hội không? À, Nguyên Trang thấy dễ hội không? Và giờ tổng cộng mình có bao nhiêu? Tổng cộng có bao nhiêu? Yeah. Tổng cộng. Ủa chưa mà, chưa mà. 61, mới 61 tâm mà. Rồi giờ biết cảnh ngoại thời không nhất định nè. À. Ủa còn, sorry. Không, cười quên. Biết không nhất định. Nói biết nhất định thôi, giờ biết không nhất định. Có 31 tâm. Biết không nhất định. Có 31 tâm. 12 tâm bất thiện. Ghi đi, 12 tâm bất thiện. Một kháng y môn, một kháng y môn, tám thiện dục giới tịnh hảo, tám thiện dục giới tịnh hảo. Tám duy tác dục giới tịnh hảo. Tám duy tác dục giới tịnh hảo. Tám duy tác dục giới tịnh hảo. Hai tâm thông. Rồi, như vậy mình có là 31 tâm biết cảnh ngoại thời không nhất định, tức là không có nhất định là phải biết cảnh ngoại thời không. Như đầu tiên là 12 tâm bất thiện, 8 tham 2 sân 2 si, 12 tâm bất thiện.
Tại sao 12 tâm bất thiện này biết cảnh ngoài thời không nhất định? À, quý vị, tại sao? Tại sao tham sân si mà biết cảnh ngoài thời không nhất định? Rồi, biết thực tế, biết chân đế, biết cả ba thời luôn, xa thấu bất thiện tham, nó biết cảnh quá khứ nó cũng biết ha, nó nhớ về quá khứ, nó thích thú những cái cảnh quá khứ, giống như là giờ Nguyên Trang mà nhớ về trẻ mình đẹp, còn non còn xuân sắc, cái nhớ cái khoái tham và hỷ là nhớ cảnh quá khứ, nó biết cảnh quá khứ, biết cảnh hiện tại luôn, rồi nó biết cảnh vị lai luôn, và cho nên 12 tâm bất thiện nó biết ba thời mà nó biết luôn pháp chế luôn, nó biết luôn cái ngoại thời luôn, như là nó biết tùm lum tà la, giống như chánh tâm mà biết mình xưa mình theo những pháp môn này kia nọ tùm lum, mỗi tâm sân là biết cảnh quá khứ, rồi biết hiện tại mình được theo cái tốt, cái tâm mình quan hỷ, tâm tham và hỷ. Rồi biết luôn pháp chế định luôn, thì như vậy 12 bất thiện này nó biết tùm lum á, nó biết nhưng mà quá hay vì lai nó biết được cảnh ngoại thời luôn, nó biết được luôn hết ha. Rồi đó là 12 bất thiện. Rồi 8 thiện dục giới, 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo cũng vậy luôn ha, nó thiện giới nó cũng biết cảnh quá khứ, nhớ về những lúc mình làm những việc thiện trong quá khứ, ở trong hiện tại hay trong vị lai, ngày đó mình sẽ được là làm được những cái việc công đức rất đẹp, thì đó là 8 thiện dục giới tịnh hảo, nó biết luôn tục đế luôn, nó biết luôn cảnh tục đế luôn, rồi 8 tâm di tác dục giới cũng vậy, tại bậc của A-la-hán cũng vậy thôi ha, cũng biết cảnh quá khứ hiện tại vị lai, biết cảnh ngoài thời luôn. Rồi kháng ý môn là cái tâm làm cái phần sự là xác định cảnh, tức là xác định cái đối tượng như thế nào trong ngũ môn và trong ý môn cũng biết luôn, biết quá khứ hiện tại vị lai, biết luôn cả tục đế luôn, cho nên kháng nghi môn cũng vậy, biết cảnh hoàn thời luôn, hai tâm thông thì cũng vậy ha, không dễ biết ha. Rồi như vậy tổng cộng mình có nhiều, nhất định thì có 60, không nhất định 31, tổng cộng thì có 92 tâm biết nhất định và không nhất định. Nhất định và không nhất định. Rồi, đó là cảnh thứ 18, là cảnh ngoại thời, nắm được không? Tham qua được không? Được chưa? Dễ dàng không? Học thấy dễ dàng không quý vị? Thấy dễ dàng không? Có gì khó không? Quá dễ không? Quá dễ. Ôi, không có gì khó đây. Rồi tiếp theo là số 19, cảnh nội phần. Cảnh nội phần, đi vô cảnh nội phần. Achatta Ramana, Achatta Ramana. Được chưa? Số 19 ha. Cảnh nội phần tức là cái cảnh, cái đối tượng mà thuộc về bên trong thân của mình, tức là những cái bên thuộc về bên trong, tức là chi pháp của nó là tâm sở và sắc nội thân, tâm sở và sắc pháp thuộc về nội thân, tức là chi pháp của nó, tâm sở và sắc pháp thuộc nội thân. Chi pháp là tâm
tâm sở, sắc pháp thuộc nội thân, và những cái danh sắc thuộc bên trong cái thân của mình á, tâm sở sắc pháp nội thân, sắc pháp thuộc nội thân. Rồi, đúng ha. Ok. Biết nhất định có sáu tâm. Biết nhất định có sáu tâm. Ba thức vô biên xứ. Ba thức vô biên xứ. Ba phi tưởng phi phi tưởng xứ. Ba phi tưởng phi phi tưởng xứ. Rồi, đó là sáu cái tâm này biết cảnh nội phần, tức là biết cảnh tâm, tâm sở sắc nội thân của mình nhất định. À, đó là ba thức vô biên và ba phi tưởng phi tưởng xứ. Bây giờ tại sao ba thức vô biên xứ lại là biết cảnh nội phần nhất định? Tại sao? Tại sao ba thức vô biên xứ? Bất chẳng lẽ bất cảnh không vô biên xứ là gì? Bất cái gì? Alo, ai nói chính xác nhất đây? Cái gì? Bắt tâm không vô biên xứ. À, tức là bắt cái tâm không vô biên xứ nó đã diệt, bắt lại quay bắt lại cái tâm đó để mà làm đại mục tu thiền. À, cho nên đó là nó bắt cái tâm thiền của chính mình. À, của chính cái tâm của mình ha. Cho nên đó là nó biết cảnh nội phần không thuộc về tâm nhất định. Đúng rồi không? Phải chưa? Và ba cái thức vô biên xứ tức là bắt cái tâm của chính mình, tức là cho nên được cảnh nội phần mà, cho nên đó là cái ba cái này được biết cảnh nội phần nhất định, ok ha. Rồi ba phi tưởng phi phi tưởng xứ, tại sao? Alo, ba phi tưởng phi phi tưởng xứ. Lấy đề một tâm không nguyên xứ và tất vô sanh xứ làm đối tượng. Rồi, đúng vậy, đúng là như vậy. Ba cái thức vô, ba cái phi tưởng phi tưởng xứ mà bắt cái tâm vô sở hữu xứ của mình, bắt chính cái tâm thiền của mình, cái tầng của mình đắc rồi không? Bây giờ mình lấy cái đối tượng đó, cái tâm đó mình bắt cái đối tượng đó tu tập để chứng đắc được phi tưởng phi tưởng xứ. Thì như vậy đó là sáu cái tâm nó biết được cái tâm thiền của chính mình ha, để làm đối tượng nhất định. Ngoài ra nó không còn biết gì khác, nó không có đối tượng nào khác, chỉ có đối tượng duy nhất là tâm của chính mình. À, cho nên đó là nhất định biết cảnh nội phân. Rồi, quý vị đã hiểu được cái vấn đề này rõ ràng ha. Không có gì khó, không có gì mà phải làm khó làm dễ được mình ha. Thông qua được ha. Rồi, lớp giỏi quá, lớp này còn là bậc trí tuệ không xa thú quá. Được chưa? Thông qua được không? Rồi giờ tới biết không nhất định. Biết không nhất định. Biết không nhất định. Biết không nhất định. Có 56 tâm. Có 56 tâm.
54 tâm dục giới. 54 tâm dục giới. Hai tâm thông. Hai tâm thông. Năm bốn tập tiếp theo hàng tập là 56 đúng không? Rồi ok. Rồi bây giờ 54 tâm dục giới là những tâm nào đây? Để chỉ định nha, chỉ định nha, để trên này có ai lên nói nha. Chỉ định nha. Rồi Nguyên Trang đi. Nguyên Trang là top ha, mời Nguyên Trang lên nói 54 tâm dục giới là những loại tâm nào. Rồi, giơ tay cho coi. Rồi mời. Dạ, con đảnh lễ Ngài Trí Đức, kính chào Thầy Kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ, 54 tâm dục giới thì gồm có 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân và 24 tâm dục giới tịnh hảo. Dạ, đó là 54 tâm dục giới. Dạ, con xin xuống mít ạ. Đúng không quý vị? Alo, đúng không? Đúng không? Alo, cho biết đi. Đúng chính xác không? Đúng ha, rồi đúng tặng bông thôi chứ. Đúng, đúng tặng bông chứ. Đúng làm thinh đâu được. Đúng tặng bông lên. Xa thú ha. Quá giỏi luôn. Đó là 54 tâm dục giới. Là chúng ta gồm hết tất cả tầng giới là mình biết ha, có 54. Thì như vậy 54 tâm dục giới này biết cảnh nội phần không nhất định. Tại sao? Bất thiện, vô nhân, dục giới tình hảo. Tại sao nó biết cảnh nội phần không nhất định? Rồi, tức là đúng như vậy. Tức là nó biết nội phần và nó biết luôn cả bên ngoài luôn. Biết bên trong, biết bên ngoài luôn. Nó biết cả tùm lum là bạn. Cho nên 54 tầng giới này nó biết cảnh nội phần nhưng mà không nhất định là phải biết như nội phần không, nó biết cả ngoại phần luôn. Đó là vấn đề như vậy. Hai tâm thông thì mình khỏi biết ha, hai tâm khỏi cần lo ha. Hai tâm thông thì nó biết nội biết ngoại, biết ông nội ngoại ông cố ông sơn. Biết hai tâm thông biết cả nội ngoại phần. Rồi xa thú thì như vậy là mình có tổng số là nhiêu? Tổng số là 62, đúng rồi, 62 tâm, tổng cộng là 62 tâm, biết nhất định và biết không nhất định. Rồi, xà thú ha. Chưa? Rồi, tới xong cái cảnh nội phần, giờ tới cảnh ngoại phần, số 20, cảnh ngoại phần. Rồi, cảnh ngoại phần Mahitharamana, cảnh ngoại phần. Cảnh ngoại phần tức là cái cảnh hay cái đối tượng thuộc về ngoài cái thân này của mình. Tức là chi pháp có tâm, tâm sở và sắc pháp ngoại thân. Sắc pháp thuộc về ngoại thân, tức là phía bên ngoài, ngoại thân của mình. Chi pháp, tâm, tâm sở và sắc ngoại thân. Tâm, tâm sở và sắc thuộc ngoại thân. Rồi, tức là chi pháp nó thuộc về tâm cũng có, tâm sở cũng có, sắc pháp cũng có, nhưng mà nó thuộc về ngoài cái thân của mình, đi bên ngoài chứ không phải bên trong ngoại thân của mình. Đó là cảnh ngoại phần, cho chúng ta biết như vậy ha. Rồi biết nhất định, tức là biết cảnh ngoại phần nhất định, có 58 tâm. Có 58 tâm.
15 tâm sắc giới. 15 tâm sắc giới. Ba không vô biên xứ. Ba không vô biên xứ. Ba vô sở hữu xứ. Ba vô sở hữu xứ. Bốn mươi siêu thế. Bốn mươi siêu thế. Bốn mươi tám siêu thế. Rồi. À, như vậy là mình có là 58 phải không? 58, 61, mình cộng lại coi, 15 nè, chứ 61, vừa lộn, 3 không vô biên xứ, 3 vô xứ, à, thêm 3 cái nữa, 61 lần, sorry, cộng cho hay quá, 81, à, đúng rồi, 61 nè, rồi, ok. Rồi như vậy là chúng ta có được 15 tâm sắc giới. 3 không vô biên xứ, 3 vô sở hữu xứ và 40 siêu thế ha. Thì tại sao 15 tâm sắc giới này biết cảnh ngoại phần nhất định? Đúng rồi, nó chỉ bắt cảnh chế định, chế định thì không có thuộc về nội phần, chế định là thuộc về giống như ngoại thời, giống như nãy ngoại thời mà ngoại phần. Ba không vô biên xứ, ba vô sở hữu xứ thì cũng vậy luôn. 40 siêu thế thì cũng bắt cảnh niết bàn, thật ra cũng thuộc về ngoại phần luôn, tức là không có thuộc về trong cái nội phần mình. À, thì như vậy là 61 tâm biết được cảnh ngoại phần nhất định. Và chúng ta được liệt kê đi ha, chắc chắn là nó biết được cảnh ngoại phần nhất định, không có biết cảnh nội phần, biết cảnh ngoại phần ha. Rồi, 40 siêu thế biết cảnh Niết Bàn. À, thì cảnh Niết Bàn này chúng ta nên biết là nó không phải là nó xuất hiện tự trong cái nội phần mình đó nha. Nó không phải là một cái đối tượng, không phải là một cái cảnh có trong nội tâm mình đâu. Mà cũng không thể mà chúng ta nói Niết Bàn là nội hay ngoại nữa. Nội phần hay thần, nội thân hay ngoại thân nữa. Niết Bàn là cái pháp mà chúng ta không thể nói là bên trong hay bên ngoài hay gì đó. À, cho nên bốn cái tâm siêu thế này, chúng ta 40 tâm siêu thế chúng ta phải cân nhắc cẩn thận. À, nếu mình nói có trong mình thì nó cũng thuộc về hữu vi là đặc nha, là nó còn sanh diệt là phải. Mà mình nói nó ngoài thì cũng không phải luôn, mà nó trong nó ngoài thì cũng không phải, ngoài trong cũng không phải. À, thuộc về khi nào mà chúng ta dập tắt mọi phiền não thì tự động Niết Bàn nó hiển lộ, thì lúc đó chúng ta mới biết được thôi. À, cho nên 40 tâm siêu thế này chúng ta xin nói là nó thuộc về ngoại phần, nhưng mà thực sự nó cũng không phải nội, nó cũng không phải ngoại, nó không phải bên nội bên ngoại vậy đó. Niết Bàn là pháp mà vắng lặng tịch tịnh vô sanh bất diệt, họ không ngoại không nội, không trên không dưới, không trong không ngoài, thì nói vậy thôi. Rồi nó lại nhấn mạnh lại cho chúng ta biết, chứ nhiều người không biết nó Niết Bàn là trong, nó có trong mình, nó có trong tâm mình là vậy. Rồi đó là biết, biết gì qua rồi, biết nhất định có 61 tâm ha. Rồi giờ biết không nhất định, biết không nhất định có 56 tâm. Thì cái biết là thượng ngoại, ngoại ngoại thời ngoại phần gì đấy, nhưng mà mình phải hiểu, giảng cho hiểu anh biết. Biết không nhất định có 56 là 54 tâm dục giới. 54 tâm dục giới. Không nội không ngoại, phi nội phi ngoại nè. Ừ, cũng được, phi nội phi ngoại. Bốn tâm dục giới. Hai tâm thông.
hai năm thôi, là 5-6 đúng không? Là 5-6 rồi. 54 tâm dục giới này tại sao không nhất định? Vì tại sao biết cảnh ngoại phần không nhất định? Bởi vì biết cả hai luôn, bởi vì nó biết nội và nó biết ngoại luôn ha, cho nên nó có nhất thiết là phải biết cảnh ngoại phần nhất định. À, là biết nhiều thứ nhiều loại, đúng rồi, sao hai tâm thông thì cũng vậy ha. Rồi như vậy là không nhất định, tôi có 56 tâm biết cảnh ngoại phần, bởi vì nó biết cả nội và cả ngoại luôn. Rồi đó là chúng ta có được tổng số nhiêu đây? À, tổng số là 117. Vậy ta ha. Một số 117 tâm biết cảnh ngoại phần nhất định và không nhất định. Được chưa? Rồi. Rồi xong rồi ha, tức là mình biết được cái cảnh ngoại phần. Ngoại phần là xong ha. Rồi, hôm qua rồi chúng ta đi cái tới cảnh cuối cùng là cảnh nội ngoại phần. Cảnh nội ngoại phần. Tức là nội ngoại hai bên luôn á, cảnh nội ngoại phần. Đây. Áp chất ta ba hít thà rầm ma ná. Áp chất ta ba hít thà rầm ma ná. Cảnh ngoại nội ngoại phần. Áp chất ta ba hít thà rầm ma ná, được chưa? Rồi đâu chánh tâm lên đọc thử cái gì thôi, chánh tâm đâu giơ tay coi. Chánh tâm nói rồi, rồi lên đọc thử rồi đúng không nha? Ác chất ta ba hít Đà ra mà nắc. Dạ đúng không thầy? Át cha Tà Bá hi Tà râm Mà nắc. Hello, chúng không quý vị? Đúng không? Đọc chúng không? Mém chúng. Mém chúng. Đọc đúng nha. Chị áp là nghe không? Chánh tâm nghe, chánh tâm nghe không? Alo, ghi note cái chữ này xuống. Mình ghi là đọc chúng như này, đọc đúng với chữ khác à. Áp. Chát là chữ áp có hai chữ G, hai chữ C, hai chữ G đó. Thì mình ngắt ra. Lấy cái viết gạch. Gạch chặn ra cái áp, ngắt ra cái, được chưa, hiểu chưa? Áp rồi chữ chát có hai chữ T nè, gạch ra cái nữa, ngắt ra luôn. Áp chát, được chưa? Áp chát, được chưa? Áp chát, được không? Ta ba hít chứ không phải tà bà ha. Áp chát ta ba hít là đoạn âm, ta ba hít hai chữ D, ngắt ra cái nữa. Áp chất ta ba hít, gạch ra chưa, gạch chưa, đánh dấu chưa? Áp chất ta ba hít tha, tha là trường âm, tha trường âm, khoanh tròn cái đó cái để đánh dấu, nó là trường âm, khoanh tròn đó cái, tha là trường âm, được chưa, đánh dấu được chưa? Tha trường âm. Râm hai chữ M gạch ngăn lần cái nữa cho nó ra luôn cái là trường âm luôn. Râm gạch cho nó cái râm má ná đoạn âm, được không? Áp chấp ta ba hít thà râm má ná. Áp chấp ta ba hít thà râm má ná, được chưa? Trên tâm nắm được chưa?
Không được ha, rồi lên đọc lại, đọc lại mà không trúng nữa là tối về là phạt quỳ nha. Rồi lên coi. Dạ sao thầy cứ bắt con lên không vậy? Atya ta pa hai no atya ta pa hai tha ramana atya ta pa hi tha ramana. Ô, chắc hả thầy? thầy sửa giùm con à. Hello. Trời ghi đánh dấu rồi, không đánh gì chơi vậy. Đọc chặt lên, đọc kỹ. Đánh dấu lại nè. Áp, gạch ăn cái. Chắp, gạch ăn cái. Chắp chứ không phải chá. Chắp chứ không phải chá. Áp, chắp. Áp, chắp. Ba, ba, hít. Gạch ăn cái, gạch cái lấy cái gạch viết chì, gạch chéo ăn cái, ngăn cái ra. Áp, chắp, ba, ba, hít. Được chưa? Tha là trường âm quanh tròn nó một cái. Râm là trường âm quanh tròn cái nữa, hai cái tròn. Mana đoạn âm. Át chát ta pa hít tha râm mana. Át chát ta pa hít tha râm mana. Được chưa? Đâu rồi, nó mất tiêu rồi, hiểu rồi. Đọc không trúng thì người ta sửa cho nó chính xác, cho đúng ha. Chứ thôi để cứ để vậy, đọc hoài, đọc hoài. Uống, học mình. Sao được, người ta chỉ cho muốn luôn luôn là phải tốt đẹp chứ. Mình phải phát triển tốt đẹp đúng, đọc ly, đọc chính xác nha. Đọc ly thành 4 ly, chết cha luôn. Để xíu là gạch như ra, đọc xíu ha. Rồi, ok. À, để ý lại nha, đọc lại gì sao là mới lên đọc cho nó ngon lành ha. À, vì lần mình phải có một cái học là phải chuẩn xác ha. Đọc tiếng Anh được mà sao đọc cái này sao tùm lum ta. Chưa? Rồi, ok, cảnh nội ngoại phần. Cảnh nội ngoại phần là cái gì? Là nhìn trong và ngoài luôn ha, nội và ngoại phần luôn ha. Ok, rồi chi pháp. Chi pháp cảnh nội ngoại phần. Chi pháp tâm, tâm sở. Sắc pháp. Tâm, tâm sở, sắc pháp. Tâm, tâm sở, sắc pháp. Nội, ngoại. Làm nội ngoại luôn á, tâm, tâm sở, sắc pháp, nội cộng cái ngoại gom lại, à, nội ngoại gom lại mà có, chứ không phải là nó có thiệt mà nó do hai cái gom lại, tức là chi pháp tâm, tâm sở, sắc pháp, nội ngoại gom lại mà có. À, tức là cái cảnh mà nội ngoại là do sắc nội và sắc ngoại hai cái gom lại là có. Chẳng hạn như mắt, như mắt mình là nội phần, à, mắt là cái thuộc về nội thân của mình, là phần là thần kinh nhãn á, thần kinh nhãn là nội phần, đúng không? Bây giờ ghi là thần kinh nhãn là thuộc về nội phần, thần kinh nhãn là nội. Thần kinh nhãn là nội, ghi ra đi cho nó im ru rồi. Chủ sĩ nó mất rồi. Thư ký trốn rồi. Nội phần, rồi. Xúc chạm với cảnh sắc trần á, xúc chạm với sắc trần. Xúc chạm với sắc trần. Xúc chạm với sắc trần là ngoại phần. Đúng không? Xúc chạm với sắc trần là ngoại phần. Xúc chạm với sắc trần là ngoại phần.
là ngoại phần. Rồi, làm phát sinh nhãn xúc là nội phần. Làm phát sinh nhãn xúc. Thì nhãn xúc này á, mình biết là khi mà nói nhãn xúc thì nó thuộc về nội phần và cả ngoại phần luôn. Bởi vì do hai cái này luôn, phải ghi thêm chữ nội phần, ngoại phần nữa. Thì khi mà do cái con mắt xúc chạm với sắc trần, tức là cảnh nội xúc chạm với cảnh ngoại, phát sinh lên nhãn xúc, thì nhãn xúc này là pháp nội phần và ngoại phần. Nội phần và ngoại phần. Nhãn thức cũng vậy. À, nhãn thức cũng là pháp nội phần và ngoại phần. À, là hai này gồm là mình nói vậy thôi, tức là ta dùng hai cái đối tượng này. Do có cái này phát sinh cái kia phát sinh nọ. Thành ra như vậy là chúng ta thấy là nhãn xúc thì thuộc về pháp nội phần và ngoại phần. Nhãn thức cũng vậy, pháp nội phần và ngoại phần. Bởi vì nó biết cảnh nội và nó biết luôn cảnh ngoại luôn. À, như mắt mà tiếp xúc với cảnh sắc thì mắt nội mà sắc ngoại. Sành nhãn xúc là nhãn xúc cũng biết nội biết ngoại, nhãn thức cũng biết nội ngoại luôn. À, thì như vậy là thực sự nó là cảnh nội phần ngoại phần nó không có, mà nó do sự phối hợp nhân duyên nha mới tạo thành. Được chưa, nắm được không? Alo. Được hả? Dễ hả? Không có gì đó ha. Rồi. Biết nhất định. Biết nhất định không có. Biết nhất định không có. Biết nhất định không có. Cái gì đâu khó. Thì mắt là nội mà sắc là ngoại. Ví dụ mắt mình thấy được cái chữ đây thì cái chữ ngoài là ngoại, mà cái thần kinh nhãn là nội, mà nó phát sinh ra nhãn thức sanh lên thì biết cái nội ngoại luôn, thì biết nội biết ngoại luôn. Rồi, nhưng mà biết nhất định là không có. Đâu có, tại vì cảnh đâu có thiệt đâu có, nó là do gom hai thứ lại. Chứ nó không có cái cảnh nào gì hết. À, chỉ có hai nói là nói hai cái cảnh nội cảnh ngoại gom lại mà nói thôi. Thành ra biết nhất định thì nó không có. À, chỉ gom lại thôi ha. Rồi, không nhất định. Không nhất định thì có 56 tâm. Không nhất định có 56 tâm. Không nhất định có 56 tâm. 54 tâm dục giới cộng 2 tâm thông. 54 tâm dục giới cộng 2 tâm thông. Rồi, như vậy là biết nội ngoại hai bên thì có 56 tâm, tức là 54 tâm dục giới. Bởi vì sao nó biết nội ngoại luôn cái gì? Bởi vì nó biết được nội phần và nó biết được cả ngoại luôn. Nó biết như năm bốn tam giới, nó biết vậy không? Biết cảnh bên trong, nó biết cảnh bên ngoài, nó biết cảnh thực tế, nó biết cảnh chân đế, nó biết tùm lum tà la. Thành ra năm bốn tam dục giới này biết nội ngoại hai bên. Hai tâm thông cũng vậy, biết nội ngoại hai bên luôn ha. Thì như vậy biết không nhất định mình có 56 tâm. Tổng cộng là không còn là nhiều, là 56, đúng rồi, xa thú ha. Rồi, lại chút xíu nha, cái xe đó, cái coi. Rồi, như vậy nãy giờ chúng ta học được mấy cảnh ha. Bây giờ mình học được bao nhiêu rồi? Học được từ 18 đến 21 đúng không? Từ 18 đến 21 là cảnh ngoại thời là 18. Tức là biết cảnh ngoại thời, niết bàn và chế định. À, làm học được 18 là biết cảnh ngoại thời. Rồi cảnh nội phần là biết cảnh bên trong nội phần của mình là 19. À, là cảnh thứ 19. Và số 2, cảnh 20 là cảnh ngoại phần. Nội phần là tới cảnh ngoại phần. Số 20, cảnh 20. À, rồi tới 21 là cảnh nội ngoại.
là 21. Thì như vậy là chúng ta đã dứt điểm học được 21 cảnh đầy đủ không? Nhà học đầy đủ 21 cảnh. Đã nắm được hết tất cả 21 cảnh ha. Rồi nào có điều kiện chúng ta tôi sẽ gửi cái sơ đồ cho cái bản cái tổng kết gì đó, cái gì ghi là cũng được, hoặc là gửi cho Châu nó làm cái sơ đồ gửi cho quý vị ha. Rồi như vậy học hoàn tất được cái cảnh, cái 21 cảnh này. Mà chúng tôi lúc trước là nghĩ là chắc bộ khó qua được cái vụ này đó, thấy là gai góc dữ. Và quý vị qua cách dễ dàng ha, quý vị qua nhẹ nhàng, không có gì thắc mắc, hiểu cách dễ ôi luôn ha, không có gì mà chướng ngại. Đó là cái phước báo mà chúng ta mà có được tích lũy trong nhiều đời nhiều kiếp, giờ chúng ta mới đi qua được cái chặng đường trong gai này. Thấy ai cũng hiểu hết, rất là hoan hỷ, rất là xa thú. Bây giờ khi mình đứng một cái lớp mình hướng dẫn mà thấy tất cả mọi người đều hiểu, điều quan hỷ được học được, thì đây là một cái điều rất là xa thú, không dễ gì mà làm được điều này. Vì rất là nhiều cái lớp là mở ra ngày xưa các bạn nghe học được hình như cái vài bữa sau cái mà tự động như mình cấp bằng tốt nghiệp luôn. học xong cái học chưa tới đâu cái mình cấp bằng mình tốt nghiệp thì mình nghỉ luôn, giảng tuồn. Lớp học là tự động rã hai gánh. Bây giờ quý vị chỉ cần chịu khó, mỗi ngày lật ra ôn đi ôn lại, đọc tới đọc lui, đọc giống như mình nhẩm, đọc tới lui cho nó phát sinh trí tuệ. Khi chúng ta qua được cái bài 21 cảnh này rồi, mình vô mấy kia thì nó thoải mái hơn, nhẹ nhàng. Tại vì cái cảnh này, cái đối tượng này nó đi liền với lại cái lộ trình tâm của mình, mà nó đi vô trong dòng tâm thức của mình, cho nên mình nắm được nó rồi, mình học qua phần lộ tâm này, mình học những cái diễn tiến của tâm này qua do đối tượng cảnh nó đến như thế nào, cảnh rất lớn, cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ, rồi lộ ý môn, lộ ngũ môn, lộ đắc thiền này kia, nó cũng là những cái cảnh mà nó làm cho phát sinh dòng tâm thức. Mà mình hiểu được cảnh này rồi thì mình đi vô cái lộ tâm chi tiết thì mình sẽ thấy nó dễ dàng hơn, dễ hiểu hơn. Chỉ cần thêm chút xíu, nỗ lực chút xíu nữa mà quý vị sẽ thành tựu, nắm được trong một khi mình học được hết trọn bộ cái khóa căn bản ví dụ pháp này rồi đó, mình hiểu được rồi, học nắm được rồi đó, thì mình đọc qua những cái sách khác mình hiểu rất là dễ dàng, rất là nhẹ nhàng chút ha, rất giúp cho mình có được cái trí tuệ để thấy được cái pháp rất là xa thú. Trước tiên là mình cứ đọc được lại, mình cứ đọc cái vui, mình ôn hoài để mình nhớ, rồi mình chiêm nghiệm những pháp mình học, cần mới thuộc lòng đó. Quý vị chỉ cần hiểu nắm được pháp là sao mình cũng là tốt rồi. Khi ta nói tới đó là mình thấy liền, nói tới đó cái pháp thì là mình thấy hiểu liền. Quan trọng có cái trí mình thấy sâu được vấn đề. Đó là cái phước báo rất là tốt cho tất cả chúng ta. Trong thời buổi là kim tiền này, thời buổi vật chất, chúng ta vẫn học được pháp, mà học được pháp khó học nhất, pháp mà khó nuốt, khó nhai, khó nuốt. Bởi nhiều lần chúng tôi cũng cân nhắc, mình không biết có nên làm lại, mở lớp lại không. Thì sau khi cân nhắc nhiều lần, thôi cứ làm thử. Không ngờ là chúng ta đi được, qua được tới giai đoạn này, là giai đoạn trong gai nhất, qua được. Rồi, rất là xa phước. Rồi, do phước báo này, nguyện cầu cho tất cả chúng ta với phước báo học vi pháp, nguyện cho tất cả chúng ta đừng bao giờ rơi vào trong bốn đường ác đạo, luôn được sanh làm người trời và sớm chứng đắc đạo quả niết bàn. Nam mô Bụt Thà Dạ. Và xin trả mic lại cho MC.
Nam mô Bích Tha giá. Dạ con Nguyên Trang, dạ một lần nữa con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, và kính chào Đạo Tràng, và kính chào Thầy Kinh. Dạ con xin thay mặt Đạo Tràng kính tri ân Thầy Kinh đã dành thời gian quý báu của mình và đã vô giảng dạy bài học cho chúng con ngày hôm nay. Dạ con rất là tri ân Thầy ạ. Dạ sau đây con không để con thầy ơi, vậy bây giờ mình học xong cái này rồi, lần sau mình học cái gì nữa thầy? Bây giờ dạ bây giờ con các cô Nhật Quỳnh không có trong room, dạ con không biết là bài vừa đọc đó. Dạ con không biết sư Pháp Trang có nghe được âm thanh của con không ạ? Dạ con kính thỉnh sư Pháp Trang có thể chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Con thấy thời gian cũng là vừa phải lẽ. Dạ sa thú, dạ con kính dâng mic lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Trước tiên chúng con thành kính đảnh lễ ơn đức ba ngôi tam bảo Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng tôi xin cảm ơn vì cho chúng tôi biết được tín hiệu. Chúng con xin thành kính đảnh lễ Ngài Chí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Và giờ đây chúng con xin được phép đại diện Ngài Chí Đức cũng như Chư Tôn Đức Tăng để phúc chúc đến toàn thể đạo tràng và Phật tử. Nam mô Bụt Tha Dạ. Hi ti tang ba te tang tam ma hang ke pa me va sa me cha to sa pe po re an ta sang ka pa chan do pan na ra som ya ta ma ne cho te ra so ya ta sa pe te yo ve va chan do sa pa ro ro ve na sa to ma te pa va toan ta ra yo so ke de kam yo ko pa va pe va da na se le ne cha ta pa cha ye no cha ta rom Amma va than te a yo van no so kang pa lang các quả lành mà người đã mong mỏi cho được mau thành tu kịp thời đến người cầu xin những sự suy xét chân chánh cho được chọn đủ đến người như chân trong ngày rằm bằng chẳng vậy cũng như ngọc ma ni chiếu sáng rỡ ràng là ngọc quý báu có thể làm cho tất cả sự ước ao của người đều được như nguyện pavatusa paman kalang rakan tusa badevatam sa papotano phawe nasada soti pavantute pavatusa paman kalang rakan tusa badevatam sa patamano phawe nasada soti pavantute pavatusa paman kalang rakan tusa badevatam Sa-pa-sang-kha-no-pha-we-na-sa-da-ti Pha-wan-to-te tất cả phước bao hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ vai đức của chư Phật, do nhờ vai đức của giáo pháp, do nhờ vai đức của chư Tăng. Các sự an là thường thường đến người siết tây gia chân năng ra tha siết tâm ma tu e đăng pha lăng e ta smien ra na ta gia smien sam ba sa đà na che e ta so cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tu mỹ mãn cho được thành tu mỹ mãn cho được thành tu mỹ mãn. Sa thu sa thu lần thai akasattha cha pummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhan tu sa sanang akasattha cha pummattha devanaga mahittika Buồn nhăn nô anu mô đăn tu chi răng rắc khăn tu nô guru A ca sắc tha cha phâm mát tha đê hoa na ca ma hít thi ca
Buồn nhân nô anumodan tu chi răng rắc khăn tu nhà ta yô a ca sắc tha cha phum mát tha đề qua na ca ma hít thi ca Buồn nhân nô anumodan tu chi răng rắc khăn tu ba ni nô a ca sắc tha cha phum mát tha đề qua na ca ma hít thi ca Buồn nhân nô anumodan tu chi răng rắc khăn tu nô sada. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng. Cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Dạ con Nguyên Trang, dạ một lần nữa con kính tri ân Ngài Trí Đức Sư, Sư Pháp Thanh, Ổ Sư Pháp Trang và Thầy Kinh đã đến với đạo tràng và chỉ dạy cho chúng con ngày hôm nay. Và sau đây con kính dâng mít lại cho Ngài ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Dạ con xin chào đạo tràng.